Chào anh em nhìn đây là cái bó dây CT của con lúc anh em. Với cái điều kiện sử dụng của mình ấy, thì mình cần cái dây CT với dài, mà đa số phần anh em nói cái dây này dài 10 mét ấy, mình không rõ có phải đúng 10 mét không, mình không có đo anh em, không có đo đâu. Nhưng mà nó cũng mình chưa kéo đến nhà mình cái chỗ cái cần mình cần đặt CT, mình muốn chạy cho hai gia đình mà nó có vẻ như nó ngắn sao anh em. Thì mình đang tính mình độ cái dây này, mình độ tiện ở đây mình độ thì lấy cái chỉ yếu là thứ nhất là bọc chế, thứ hai em chia sẻ với anh em là xem độ ra dài hơn một chút thì nó có dùng được không anh em nhé. Thì thứ nhất là một cái dây của nó, dây của máy này, theo máy này thì thôi mình có thể nguyên, mình không có động đớn nha, mình thông số ở đây, thông số ở đây này CT này 100 mA này đó, thì cái thông số này nó phù hợp với cái những cái CT của grow up, nhưng mà grow up thì không dùng CT, sử dụng được meter thôi. Thì CT thì mình cũng có CT zin luôn nha. CT xịn này. Đây, mình vẫn chạy được. Dây này ngày xưa nó cũng dài như thế này thì mình cắt đi rồi nha. Đây này, dây CT xịn này. Mình cũng có. Y hệt luôn anh em. Thấy chưa? Màu sắc nó khác một chút thôi. Nhưng nó là xịn sò. Như nhau. Cùng một chỗ, cùng một cái lò chui ra đấy anh em. Thì cái đây anh em này, mình cạy ra này, đây chỉ là đây là cái ruột này, cái ruột anh em nhé, cái ruột này, đây là một cái cuộn dây này, phé này, cuộn dây này. Còn cái con này là cái con gì thì mình chưa rõ. Con này như nó giống diode nhưng mà hình như là không phải diode thôi anh em ạ. Diode thì nó có chiều đấy cơ, nhưng con này không. Mình vừa cạy ra đấy. Anh em nhá. Anh em có độ ấy, thì một số anh em thì chắc chắn là không cẩn thận được như mình kiểu này, mình không tự hào đâu, nhưng mình nói thật là một phần ấy đúng là như anh em ấy, và đúng đúng như mình lúc đầu định làm ấy, mình cắt đoạn ra mình hàn ngoài thôi. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình có dây dĩa là mình nói cẩn thận, nhưng dĩa là mình có dây mình mua trước rồi anh em nhé. Dây chống nhiễu, dây nhiễu đó là 4 lõi anh em nhé, 4 lõi nó dài. Mình mua sẵn ngày xưa mình cho gỡ lô áp chạy meter đấy anh em. Thì bây giờ mở lô áp mình lắp vào dưới nhà dưới thì cho cái đồng hồ xuống dưới thì nó chỉ có mấy mét thôi, có 2-3 mét dây thôi, 2 mét dây thôi. Nên là mình sẽ sử dụng cái này, mình thử độ xem hàn cái dây này vào cái meter này, vào cái CD này, rồi mình cho ra xa ra, cho xa ra xem thì nó có hoạt động ok không anh em. Bình thường cái dây nó cũng khá dài, cái này dài hơn chút thôi, mình nghĩ chắc là cũng được đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ thi công anh em nhé. Lưu ý nhé, ở bên này nó có số 1 này, ở bên này nó không có số 1 nhưng mà bên này có số 2 này. Bên số 2 là cái dây, bên thứ 2 là cái dây đỏ anh em nhé. Anh em lưu ý nhé, dây đỏ và cái dây đen thì mình cũng phải ý trên cái sách hướng dẫn đấy. Trên cái sách hướng dẫn đấy, người ta cũng có chỉ cho mình bấm dây á. Một cái đầu này khi mình mua này, cái đầu này này, khi mình mua ấy là nó tặng bên 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 mua máy ấy, người nó theo máy nó tặng mấy cái đầu bấm ấy này, thì anh em có thể bấm ra quán bảo người ta bấm hộ đó. Thì hôm qua mình đi bấm một cái có cái dây có cái CT này, nhưng mà mình nghĩ mình độ này vừa mình lại cắt ra, mình tháo ra đây này, hai cái dây này một đỏ một xanh như mình này đây nhá, đỏ xanh đây này, đỏ rồi cái đỏ ở ngoài cùng, cái xanh ở bên cạnh đó, thì nó cũng khá đơn giản. Cái này thì anh em nhìn cái CT cũ là được, để mình không đấu nhầm thôi, cái nhanh thôi chứ còn nó cũng chẳng có sao. Ở đây anh em này, đây
Trước đây mình sử dụng đây. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra như nhé. Cắt ra thì hàn nó vào trong rồi. Hàn vào hai cái đầu mối thôi. Em hàn vào hai mối này. Còn là hàn trên cái con ấy này, hai bên này là được. Một số anh em ví dụ như nhà anh em hai tầng tầng trên ấy thì cái dây nó CT nó không có tới, không có xuống tầng 1 được, thì anh em cũng phải nhiều lúc anh em mới đổ thêm nó dài ra chút. Đó, đây cũng là một cái bọc chế ok. Như anh em lưu ý là bọc chế thì phải sử dụng cái dây như này, là cỏ nó ấy, dây của nó dài này, nhưng mà dây nó không có chống nhiễu thì nó không thật sự đúng là để một CT mà đã đi ra khỏi máy ấy, đi ra khỏi ngoài máy ấy. Nó không như cái con mà lúc phổ thông ấy mà anh em để ra ngoài máy, con nó có cái CT trong máy thì cái dây điện nó đi qua nó ở trong máy nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà cái CT ở ngoài ấy thì nó sẽ gặp nhiễu ngay, bọn nó sai như này càng nhiễu hơn ha. Nên là cái dây này là nó chỉ gọi là dây dẫn bình thường thôi, chứ không phải là cái dây tốt cho dạng tín hiệu và đo dòng đi xa như thế này, mình nói thật sự là như thế. Đó. Còn anh em nhìn này, cái dây đây mình mua nó rất là rẻ thôi, mình mua có hơn 100k một tí, nhưng mình mua lâu rồi. Anh em nhìn này, bốn lõi và bọc nhiễu như này mà, đây, đây là cái bọc nhiễu này, đấy, nó bọc nhiễu này, đấy, anh em thấy chưa? Nó bọc nhiễu đấy, đảm bảo cho cái hệ thống mình nó đi nó không ổn định. Và mình sẽ quấn những cái lõi nhiễu ở đầu và cuối. Ok, 4 giây. Trước mình mua cái loại 4 giây. Anh em có thể mua cái loại 2 giây nhé. 2 giây. Ok. Đó. Đấy, thì mình cắt cái này đi. Bỏ đi. Sẽ làm chậm rãi thôi. Ok anh em này, mình sẽ lựa chọn nhé. Anh em có thể ví dụ như anh em sử dụng 2 giây thì anh có thể bỏ bớt đi, bỏ bớt dây đi, sử dụng 2 giây thôi, đỏ và đen hoặc là trắng và vàng tùy. Đây mình sẽ cắt ra để xem như nào thì mình chập vào. Anh em dây nó dây trắng này. Cả nó, cái dây này hôm mình không có để ý, kể nó mua được nó lõi nó to hơn một chút nữa thì ngon. Anh em nó hơi nhỏ, hơi bé chút thôi, cái chấp nhận rồi. Mình sẽ sử dụng là 4 giây là ok, là đủ to, thoải mái to. Vàng và trắng là một, đỏ và đen là một anh em nhé. Đây là cái cách đi cho mình nhớ đỡ nhầm. Đấy, mình sẽ quấn đỏ. Cắt nó dài ra tí. Những cái đoạn như thế này mình làm này để anh em có thể tua đi, đỡ mất thời gian. Ok, xong rồi anh em ơi. Rồi mình lấy tiếp mình hẳn đính tạm. Anh em lưu ý nhé,
độ chế thì anh em sắm cái mỏ hàn nhé, sắm mỏ hàn thì chả mình còn nghỉ ngợm nhiều thứ. Ok luôn đây, hàn là xong rồi, mình nhấy dây bên này. Bây giờ có thể thay bằng cái dây như thế này được cho nó tiêu chuẩn, cho nó chuẩn lên máy mình. Bởi vì này nói thì nói thế nào, nói thì nói thế thôi, nhưng mà nhà máy họ sản xuất ấy, linh kiện họ bớt được tí nào thì tốt tí đấy, thì bỏ bớt được thì nó mới có lãi anh em. Kinh doanh mà bớt thì mới có lãi. Tại sao mà những một số những cái hàng mà kém chất lượng này, linh kiện này cái này kém thế? Bởi vì mà nó rẻ thế, bởi vì chất lượng linh kiện nó không bao nhiêu đâu anh em. Chất lượng linh kiện nó linh kiện lỏ thì nó rẻ tiền thôi. Thì bây giờ mình hàn nhé, dây đỏ mình sẽ hàn dây bên 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 bên, bên số 2 này, dây vàng mình sẽ hàn bên số này. Đây. Trang một chút xíu vào đây. Xem cái hàn cẩn thận là hàn vào cái đầu dây quặn nhá, quặn dây nó đứt thì mình phải lạp lại cái mặt nhá, lưu ý là gạt sang bên này để nó này này, nó đây này, mà dây nó to phết nhỉ, gạt nó sang bên, kéo này nuôi ra đây tí đấy, đây cũng vậy, kéo nuôi ra và mình hàn. Ok anh em này. Đấy. Ok giờ mình đẩy xuống em nhé. Đó, xong. Cho vào đây. Trong giờ xong anh em nhé. Còn cái đây này, ở đây này, cái chỗ khắc khắc này, anh em rút cái dây rút vào đây cho mình nhé. Rút cái dây rút vào đây cho mình, chẳng may đỡ lôi ra như này. Đấy. Để đảm bảo nó bị rớt ra như này này. Đấy. Thì mình rút cái dây rút ở đây là nó sẽ giữ ở đây. Ok. Rồi mình sẽ đẩy cái nắp này vào thôi. Bây giờ mình kiếm dây rút đã. Những cái đoạn này mình chia sẻ như sau nhé. Như này. Đó, anh em cho dây rút ở đây. Rồi ok như này xong. Đó, xong rồi kéo rồi anh em cho này vào. Ok chưa? Đó. Là mình xong cái dây CT thì bây giờ mình sẽ còn cái đầu kia nữa nha. Cái đầu kia nữa. Anh em nhớ nhá. Cái đỏ thì mình nhớ cái đoạn dây đầu đỏ mình đã hàn vào chỗ nào và mình sẽ phải làm theo đúng cái này. Tránh cái trường hợp đỡ phải đổi đi đổi lại nó mệt anh em nhé. Rồi. Giờ mình sẽ ra làm cái phần tiếp theo. Em ơi, mình hàn tạm một cái đầu dắt như thế này, anh em lưu ý nhé. Để chỗ này cái dây đỏ đây, dây xanh bên cạnh đó. Thì khi mình hàn cái đầu
đầu CTE nha. Mình cũng làm như cũ, nó chỉ có 2 giây thôi, không thể nhầm được. Và cái giây này anh em để so le đi nhé. Một cái ở dưới thì mình làm tạm thôi, mấy nữa thì mình mua thêm kìm bấm mạnh đi nhờ ngại, đi nhờ ra quán nhờ, hôm qua mình ra quán nhờ ngại tốt nhất là mua. Ở đây có mấy chục ngàn này, mở cái là mẹ khi mình lắp hệ thống thì mình nhờ nào đây coi tản nhiệt với anh em nhé. Ok, tạo này kéo coi nhiệt xuống. Mua về làm thoải mái, đỡ nhờ cậy mệt mỏi. Đi nữa. Bây giờ mình sẽ thử máy. Máy anh em nhá. Máy thì mình tắt. Mình tắt hết rồi. Giờ mình sẽ bật máy lên là mình thử. Anh em ơi, mình đã lắp xong rồi, CT này. Dây này. Đó, tôi đi đến dưới này. Và dây ra ngoài anh em nhá. Ở đây. Anh em này đây em nhìn chưa, đây là cái CT này. Và bây giờ là mới sáng sớm đây anh em, thì gia đình nhà mình đang dùng mất 500W. Đây, cái đồng hồ này báo siêu chuẩn rồi, 500W này. Giờ mình sẽ vào cái app anh em nhé, vào app xem nhá. Đó, ngoài kia cái nó báo này là 500, đây cũng là 500W, chạy vào nhà đang sử dụng là 500W và mình đang sạc pin là 390W. Đó anh em thấy chưa, khá là ok anh em nhé. Có nghĩa là anh em có thể ví dụ nhà anh em nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, anh em để máy trên tầng 3, anh em để máy trên tầng 2 mà cái CT của anh em nó mua theo máy ấy, nó ngắn, thì anh em có thể mua cái cái dây nhỏ để truyền tải tín hiệu. Nhưng lưu ý cho mình là anh em phải mua dây chống nhiễu cực tốt, như cái dây mình đã mua rất là rẻ, chỉ có 150k thôi. Mình mua 20m xong, khi mình mua 20m xong thì bắt đầu anh em hàn vào CT xong, anh em hàn vào CT rồi bắt đầu là anh em kéo xuống đúng cái địa điểm cái nguồn tổng của anh em, xong anh em kẹp vào. Đó, từ máy anh em mới kẹp vào cái nguồn tổng dây còn bao nhiêu và thừa thiếu bao nhiêu thì lúc đó anh em cắt đi, anh em loại bỏ đi cho dây dợ cho nó gọn gàng hơn. Còn ở đây ấy, nhiều anh em nói là mình đang để nó bảy bữa và như mạng nhẹ nên lý do bởi vì đây là thứ nhất là mình đam mê cái phiến vấn đề nghịch của mình, và cái vấn đề thứ hai là mình chưa muốn cho nó gọn, có thể thứ ba nữa mình còn phục vụ anh em, còn chia sẻ với anh em nhiều cái hay, nên là mình cứ để đó thì mình những mình nghĩ ra cái gì đập phá được cái gì, có gì vui chơi mình đều vọc chế để loại trừ để cho anh em chơi một cách nó tốt nhất có thể anh em ấy. Hơn như hôm nay đây là cũng là một cái vấn đề cực kỳ nhiều anh em tham khảo về, nhất là ngày xưa ấy, cách đây khoảng 3 năm ấy, mình sử dụng con Sun, anh em bảo là anh ơi em muốn độ cái dây CT để nó dài hơn để em lắp trong lòng, lắp chỗ này lắp chỗ kia, thì mình cũng chia sẻ với anh em phải mua đúng cái CT của nó và mua cái dây chuẩn. Và mình phải nói một câu với anh em là cái gì nó ngon thì nó ngon và cái gì nó không ngon là không ngon. Cái dây CT của con lúc lắc không ngon của con Sun anh em nhé, mình nói thẳng luôn, dây CT của con Sun rất to, sợi của nó sợi chống nhiễu là một này, bên trong của nó dây của nó dây bọc và dây dây có chống nhiễu này, có dây mạ này, dây mạ chuyên tín hiệu này, cực kỳ dày và to, cực kỳ ok luôn, không như cái thằng lúc lắc này nó cho cái dây rất là kém chất lượng. Đó anh em, khi mình mua dây khác mình độ cho nó thì nó càng chuẩn hơn anh em cứ chơi cho mình là ok thôi. Nếu anh em làm và solar và độ vào những cái trường hợp mà ra trong gia đình nhà anh em nó xa thì anh em có thể độ thoải mái, dùng rất ok và rất chuẩn. Ở đây lý do tại sao mình nói là mình đảm bảo là chuẩn rồi đấy. Anh em nhìn chưa, 500 ngoài kia nó cũng bảo 500W, mà cái đồng hồ đấy thì anh em khỏi bàn, đồng hồ đấy thì nó bảo cực kỳ chuẩn luôn, công suất nó cực kỳ chuẩn luôn. Đó, bây giờ lên 600 anh em này. Đó,
Anh em thấy nó ok không? Thôi, em làm và sử dụng, mình xin chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.